Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Mình là Chi Đoàn và bởi vì hôm nay là thứ năm nên mình lại được gặp lại các bạn ở series lên phim xuống phố với tập 2 về 5 bước để chụp ảnh phim. Để chụp được một tấm ảnh phim thì đầu tiên chúng mình sẽ cần một chiếc máy. Đây là một chiếc máy phổ thông của hãng Minolta có tên là X500. Và kèm theo đó thì mình có ống góc rộng là 28mm. Tiếp theo đó thì chúng mình cũng cần một cuộn phim nữa. Và đây, bởi vì trời Hà Nội ngày hôm nay khá là nắng, đẹp, thế nên mình chọn một cuộn phim với ISO khá thấp. Đây là cuộn Kodak ProImage 100. Nếu như trên máy ảnh số, chúng mình có thể thay đổi ISO tùy nhu cầu được, thì trên máy ảnh phim, ISO được quyết định bởi cuộn phim mà chúng mình sử dụng. Thông dụng nhất là ISO 200 và 400. Và với chỉ số ISO thấp thế này thì chúng mình chỉ nên chụp vào ban ngày khi có đủ ánh sáng thôi. Bước thứ hai là lắp phim. Nhanh thôi không đau đâu. Đầu tiên chúng mình sẽ phải mở nắp buồng phim bằng cách kéo nhẹ núm cuộn phim nằm ở phía trên bên trái. Sau đó chúng mình sẽ đặt cuộn phim vào và đẩy núm cuộn phim về lại vị trí ban đầu để cố định cuộn phim. Tiếp theo chúng mình sẽ kéo nhẹ đầu phim ra và cài phim vào những cái răng cưa nhỏ như thế này. Sau đó là cài phim vào muỗng. Ở bước này thì chúng mình sẽ phải rất cẩn thận để phim không tuột ra khỏi muỗng. Sau đó chúng mình sẽ lên phim một lần rồi đóng nắp buồng phim lại. Tiếp theo chúng mình sẽ lên phim và bấm chụp cho tới khi kim chỉ số kiểu chỉ về số 1. Những kiểu đầu tiên của một cuộn phim thì thường bị cháy như thế này. Lý do là vì khi chúng mình kéo phim ra và lắp phim vào muỗng thì phim của chúng mình đã bị tiếp xúc với ánh sáng và vì thế gây ra hiện tượng cháy ảnh. Ok, vậy là chiếc máy của chúng mình bây giờ đã được lên đạn rồi đấy. Thế nhưng mà chúng mình vẫn chưa được chụp ngay đâu. Bây giờ chúng mình phải chỉnh thông số trước ạ. Thông số đầu tiên mà chúng mình cần điều chỉnh đó chính là ISO. Ở đây chúng mình sẽ phải xoay núm ISO về với đúng giá trị ISO của cuộn phim. Trong trường hợp này thì mình sử dụng phim ISO 100, thế nên là mình sẽ xoay về phía bên tay trái như thế này. Thông số tiếp theo mà chúng mình cần chỉnh đó chính là khẩu độ. Cũng tương tự như trên máy ảnh kỹ thuật số, khi muốn chụp chân dung thì chúng mình thường chọn khẩu to như là 1.8 hoặc là 2.8. Còn ở đây thì mình sẽ chọn khẩu nhỏ hơn bởi vì mình muốn chụp đường phố và phong cảnh. Tiếp theo chúng mình sẽ phải chỉnh tốc độ chụp. Với ISO 100 và khẩu độ 5.6 như đã chọn thì mình sẽ chọn ra một tốc độ chụp vừa phải, ví dụ như là 1/125 giây. Tiếp theo thì chúng mình sẽ phải căn góc chụp và lấy nét bằng cách vặn vòng lấy nét ở trên ống kính. Việc lấy nét trên máy ảnh phim thường đòi hỏi chúng mình phải căn chỉnh kỹ càng hơn bởi vì chúng mình sẽ phải lấy nét một cách hoàn toàn thủ công. Vì vậy chúng mình cũng phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn để tránh các trường hợp ao nét đáng tiếc như thế này. Và bước thứ tư chính là lên phim và bấm chụp. Vì trên máy ảnh phim không có hệ thống chống rung như trên máy ảnh kỹ thuật số, chúng mình cần phải giữ máy ảnh thật là chắc để tránh trường hợp ảnh bị rung hoặc là bị nhòe. Thói quen của mình là khi chụp xong một kiểu thì mình sẽ lên phim luôn. Điều này thì giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi có những khoảnh khắc rất hay và đòi hỏi chúng mình phải chụp thật nhanh. Mình vừa mới chụp hết 36 kiểu xong và bây giờ chúng mình sẽ đến bước cuối cùng, đó chính là tháo phim và mang đi tráng rửa. Đầu tiên thì chúng mình phải bấm nút giữ phim. Đây là một nút nhỏ thường nằm ở phía dưới máy. Tiếp theo, hãy gạt cần tua phim lên. Ở đây rất tiếc là cần tua phim của mình đã bị gãy rồi, thế nên là việc tua phim sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Trên một chiếc máy bình thường thì việc tua phim sẽ diễn ra như thế này. Chúng mình sẽ xoay cần tua phim theo hướng mũi tên cho đến khi nghe thấy một tiếng cạch nhỏ. Khi đó cuộn phim của chúng mình đã được tua lại hết vào vỏ đựng và chúng mình chỉ việc lấy cuộn phim ra là xong. Và công đoạn cuối cùng chính là mang cuộn phim này tới một lab nào đó và họ sẽ tráng rửa và scan ảnh cho chúng mình. Sau đó họ sẽ gửi trả chúng mình ảnh qua email hoặc là qua USB dưới định dạng file JPEG. Và đó chính là 5 bước cực kỳ đơn giản để chụp ảnh phim. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những video về chủ đề nhiếp ảnh phim thì đừng quên like, subscribe và share mạnh video của bọn mình nhé. Hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau.